Xin chào anh chị và các bạn đã trở lại với kênh xe đạp Baidu School. Hôm nay em xin phép review cho anh chị và các bạn một mẫu xe dành cho học sinh với mức giá vô cùng hợp lý, chưa đến 3 triệu, xe đã sử dụng là khung hợp kim nhôm rồi ạ. Và xe thì đầy đủ tính năng là ba ga và chắn bùn kết hợp đi cùng xe luôn. Hãy cùng em khám phá xem mẫu xe này là mẫu xe gì và có những tính năng gì nhá ở hết video này ạ. Hiện tại thì mẫu xe này đang được bày bán sẵn tại cơ sở của xe đạp Baidu School. Anh chị các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp về mẫu xe này cũng như là có thể đặt hàng mẫu xe này qua số hotline bên em là 0919008853. Như em đã bật mí ở đầu video thì mẫu xe này là mẫu xe Babylus R7. Xe sẽ sử dụng là khung hợp kim nhôm nên là trọng lượng của xe vô cùng nhẹ. Ngoài ra thì xe thuộc phân khúc dòng thể thao địa hình với ghi đông ngang kết hợp với lại là bộ chuyển số và gạt số ở ngay trên ghi đông. Ở trên phần gạt số này cũng sẽ kết hợp tay phanh luôn, giúp anh chị các bạn có thể là thay đổi thao tác một cách nhanh chóng và dễ dàng sử dụng. Xe cũng sẽ có cơ chế giảm sốc lò xo, giúp anh chị các bạn thể là đi lại một cách êm ái hơn. Với mẫu R7 này thì sẽ có hai size, đó là size 24 và size 26. Hiện tại là đây là size 24 sẽ dành cho chiều cao là từ 1m40 cho đến 1m65. Và chiều cao này sẽ phù hợp cho các bạn học sinh học cấp 2 hoặc là một số bạn cấp 1 với chiều cao vượt trội hơn. Bộ chuyển động của xe thì sẽ gồm là đùi đĩa bằng thép kết hợp với lại 3 tầng đĩa, giúp các bạn và anh chị có thể là thay đổi thông số một cách nhanh chóng, cũng như là có các chế độ đạp khác nhau giúp các bạn lợi sức và hỗ trợ sức đạp rất là nhiều. Phần lip sau thì sẽ là lip 7 tầng, có thể cho phép chúng ta là thay đổi thông số này, đi đường phẳng, đường bằng, leo dốc một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Với size 24 inch này thì sẽ phù hợp với chiều cao là từ 1m40 cho đến 1m65. Và tiếp theo cái size 26 inch thì sẽ phù hợp với chiều cao là từ 1m50 cho đến 1m75. Và size 26 đấy sẽ phù hợp với chiều cao của các bạn học sinh cấp 3 cũng như là anh chị em văn phòng ưa thích bộ môn xe đạp thể thao với giá thành vô cùng là vừa phải. Hiện tại thì với mức giá khoảng 3 triệu cho các mẫu xe 24 inch và đắt hơn khoảng 50.000 so với các mẫu xe 26 inch thì đây là một sự lựa chọn đi học cũng như là luyện tập thể dục thể thao vô cùng hợp lý dành cho các bạn học sinh sinh viên cũng như là anh chị em văn phòng ạ. Nếu thấy mẫu xe này có điểm gì phù hợp với anh chị các bạn thì hãy đến trải nghiệm trực tiếp qua các cơ sở của Baidu School. Ngoài ra anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số hotline là 0919008533 để được đặt về mẫu xe này nhé. Bên em sẽ có các bạn tư vấn viên hỗ trợ cho anh chị trong việc là chọn size xe, màu sắc xe phù hợp cũng như là hỗ trợ anh chị đặt hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo ạ.